Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18h30 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tôi là anh Thắng sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong bản tin ngày hôm nay. Ngày 11 tháng 10 tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Hoa Kỳ, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã bầu 14 quốc gia làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025, trong đó có Việt Nam. Đây là lần thứ hai Việt Nam trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc sau lần đầu tiên ở nhiệm kỳ 2014-2016. Năm nay, Việt Nam nhận được 145 trên tổng số 189 phiếu, thuộc nhóm cao nhất. Việt Nam được các thành viên ASEAN nhất trí ủng hộ là ứng viên duy nhất của khối cho vị trí này, đồng thời là ứng viên châu Á duy nhất của cộng đồng Pháp ngữ. Với thông điệp tôn trọng và hiểu biết, đối thoại và hợp tác, tất cả các quyền con người cho tất cả mọi người, Việt Nam sẽ đóng góp trực tiếp vào công tác bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền trong nhiệm kỳ 3 năm tới. Theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, đến hết năm 2022, tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 ở cấp xã phải đạt 40%. Tuy nhiên đến nay mới có trên 34.000 hồ sơ ở cấp xã được tiếp nhận và giải quyết qua hình thức trực tuyến, đạt khoảng 22%. Hiện tại 161 xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có hạ tầng công nghệ nhân lực cơ bản đáp ứng được việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. Tuy nhiên trên thực tế số lượng người dân biết và thực hiện các dịch vụ công ở cấp xã vẫn còn khá khiêm tốn do trình độ không đồng đều. Nhiều người dân, nhất là người cao tuổi, không sử dụng máy tính, điện thoại thông minh. Thêm vào đó, nhiều người còn tâm lý phải đến tận xã, thậm chí lên tận cấp huyện và tỉnh để giải quyết các thủ tục hành chính cho chắc chắn. Sáng nay, Hội đồng Nhân dân thị xã Mỹ Hào tổ chức kỳ họp chuyên đề để quyết định việc điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư 12 công trình và dự án quan trọng. Trong đó, điều chỉnh 11 dự án đã được phê duyệt gồm 8 dự án về giao thông và 3 dự án về hạ tầng kỹ thuật đô thị. Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh là trên 1.500 tỷ đồng, tăng gần 220 tỷ đồng so với dự toán ban đầu. Kỳ họp cũng phê duyệt chủ trương đầu tư một dự án mới là đầu tư trang trí, trưng bày tại nhà lưu niệm thành lập chi bộ cộng sản đầu tiên của thị xã Mỹ Hào với tổng mức dự kiến đầu tư là trên 3,7 tỷ đồng. Khởi thủy từ vùng đất Sóc Trăng, nhưng giống gạo ngon nhất thế giới ST25 được một nông dân ở huyện Phù Cừ mạnh dạn đưa vào thâm canh ở vụ mùa này. Do thích ứng và phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, giống lúa ST25 đã cho năng suất và chất lượng vượt trội. ST25 được Tổ chức Lương thực Thế giới xếp hạng là giống lúa gạo ngon nhất thế giới năm 2019. Vụ này, bà Vũ Việt Hồng ở thôn Ngọc Trúc, xã Minh Hoàng đưa giống lúa này vào thâm canh với diện tích 1,5 mẫu. Hiện nay, tất cả các diện tích này đã được thu hoạch xong. Với giá thóc khô 12.000 đồng 1 kg, cao hơn lúa bắp thơm số 7 từ 4 đến 5.000 đồng 1 kg, trừ chi phí mỗi sào cho thu lãi 1,5 triệu đồng. Cái này thì đúng có 2 lần thu sâu. Từ lúc cấy cho đến lúc như thế là lúa có đồng, có quay rồi bắt đầu mới phun. Thế xong lúa rỗ xong rồi phun lại lần 2. Phân bón thì bón thúc thì bón có 8 cân, phân lót thì có 7 cân, hai cái cộng lại là 15 cân. Năng suất như cái ruộng cô gặt 6 sào rồi ấy, cân tươi 2 tạ sào, trừ phơi khô đi rồi nó cũng phải được tạ 6 tạ 7. Vâng, hy vọng trong tương lai gần, người dân Hưng Yên sẽ sớm được thưởng thức loại gạo ngon nhất thế giới được sản xuất ngay tại địa phương mình với chất lượng tốt và giá cả hợp lý. Bản tin xin được tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác. Hiện có hơn 2.100 doanh nghiệp FDI Nhật Bản tại Việt Nam với gần 525.000 lao động tham gia bảo hiểm xã hội. Số thu bảo hiểm xã hội của khối doanh nghiệp này chiếm 12,9% tổng thu của khối doanh nghiệp FDI tại Việt Nam. Hiện nay, số doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam ngày càng tăng. Trong quá trình đầu tư tại Việt Nam, các doanh nghiệp Nhật Bản luôn quan tâm đến việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Biết đến chương trình Mẹ đỡ đầu do Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Khoái Châu triển khai, từ đầu năm 2022, bà Hoàng Thị Yến ở thị trấn Khoái Châu đã đỡ đầu và bảo trợ cho 9 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Mỗi em được bà Yến hỗ trợ một tháng từ 500.000 đồng một trẻ trở lên. Ngoài ra, trước dịp năm học mới, ngày lễ Tết, bà Yến đều gửi tặng cho các cháu các phần quà ý nghĩa nhằm động viên tinh thần như đồ dùng học tập, bánh kẹo, quần áo. Bên cạnh đó, bà Yến còn tích cực vận động tuyên truyền các thành viên trong gia đình và 5 người bạn cùng chung tay tham gia chương trình Mẹ đỡ đầu và nhiều chương trình từ thiện khác ở trong và ngoài địa phương. Đây là những hình ảnh về 8 hộ dân với chủ yếu người già và trẻ em ở xóm núi, thôn Nước Lầy, xã Ba Ngạc, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, được bộ đội, dân quân đưa qua suối di rời, tránh sạt lở. Trước đó vào chiều qua, nhận được tin khu vực xóm núi có nguy cơ sạt lở, Ủy ban Nhân dân huyện Ba Tơ đã tổ chức sơ tán 8 hộ dân
với 18 khẩu đang có mặt tại địa phương. Hơn 30 chiến sĩ công an, dân quân, đoàn viên thanh niên được huy động trang dây để đưa dân vượt suối. Đến cuối giờ chiều qua, tất cả 18 người dân đã vượt suối an toàn và được bố trí ở xen ghép với các hộ dân khác cùng thôn Nước Lầy. Cũng liên quan đến tình hình thiên tai ở tỉnh Quảng Ngãi, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các ngành địa phương huy động tổng lực phương tiện nhân lực, tập trung tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ lở núi vùi lấp nhà máy thủy điện Cà Tinh. Sau 2 ngày xảy ra vụ lở núi vùi lấp nhà máy thủy điện Cà Tinh ở xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận đến nhà điều hành của nhà máy, nhưng suốt nhiều giờ qua vẫn chưa tìm thấy nạn nhân mất tích là nhân viên trực phòng chống thiên tai cho công trình này. Lực lượng chức năng đã huy động đội chó nghiệp vụ và nổ mìn phá đá, mở rộng phạm vi tìm kiếm. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi cũng điều động các phương tiện thiết bị cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tìm kiếm nạn nhân mất tích và tham gia giải tỏa điểm sạt lở núi nơi đây. Trong 2 tháng 8 và 9 năm 2022, Công an huyện Khoái Châu phát hiện xử lý 7 vụ và 7 đối tượng liên quan đến hoạt động tín dụng đen, đang củng cố hồ sơ đề xuất khởi tố 6 vụ án 6 bị can về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Điển hình là vào ngày 10 tháng 9 năm 2022, Công an huyện Khoái Châu đã nhận được đơn tố giác của anh Nguyễn Văn A, trú tại xã Phùng Hưng về việc anh A có vay của Phạm Văn Thắng, sinh năm 1978, trú tại thị trấn Khoái Châu, tổng số tiền 45 triệu đồng với lãi suất 4 đến 5.000 đồng một triệu một ngày. Công an huyện đã triệu tập Phạm Văn Thắng lên làm việc và đến nay đã làm rõ số tiền Thắng thu lời bất chính từ việc cho người khác vay là 85 triệu đồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Khoái Châu đang củng cố tài liệu hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Tiếp tục chương trình là phần tin quốc tế. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF vừa hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu cho năm 2023, nhận định kinh tế thế giới đang đối mặt với nguy cơ gia tăng, rơi vào suy thoái trong năm tới. IMF cho rằng triển vọng tăng trưởng kinh tế cho năm 2022 vẫn không thay đổi so với dự báo tháng 7 năm 2022 ở mức 3,2%, song đã hạ dự báo tăng trưởng trong năm 2023 xuống còn 2,7%. IMF đánh giá tình trạng suy giảm kinh tế có thể diễn ra trên diện rộng, trong đó các quốc gia chiếm khoảng 1/3 kinh tế toàn cầu dường như sẽ phải đối mặt với tăng trưởng âm trong năm nay hoặc năm tới. Các chuyên gia về khí hậu của Liên Hợp Quốc cảnh báo một loạt các đảo quốc trên thế giới rất có thể sẽ biến mất vào cuối thế kỷ này khi mực nước biển tiếp tục dâng cao do biến đổi khí hậu. Theo các chuyên gia của Liên Hợp Quốc, 5 nước gồm Maldives, Tuvalu, quần đảo Marshall, Nauru, Kiribati có thể trở thành nơi không thể sinh sống được vào năm 2100, khiến 600.000 người dân ở các nước này phải đi tị nạn liên quan đến khí hậu. Nguy cơ này hoàn toàn là thực tế khi tốc độ ấm lên của trái đất đang gia tăng, đặt ra một thách thức chưa từng có với cộng đồng quốc tế và đe dọa người dân ở các đảo quốc. Trong báo cáo mới công bố năm nay, Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu cho biết đáy biển ngoài khơi bờ biển đỏ của Ai Cập có thể trở thành nơi trú ngụ cuối cùng của san hô trong bối cảnh nhiệt độ toàn cầu ấm lên đang thu hẹp diện tích các dạng san hô trên thế giới. Theo báo cáo này, hầu hết các dạng san hô ở vùng nước nông bị vùi dập và tẩy trắng vì các đợt nóng liên tiếp ở biển sẽ không thể tồn tại đến hết thế kỷ này. Tuy nhiên, không giống với dạng san hô ở những nơi khác, dạng san hô ở biển đỏ đã chứng tỏ khả năng chống chịu cao với nhiệt độ ấm lên của nước biển. Các nhà khoa học hy vọng rằng ít nhất một trong số các dạng san hô ở biển đỏ chiếm 5% tổng lượng san hô còn lại trên thế giới có thể tồn tại trong môi trường khắc nghiệt. Vì lẽ đó, dạng san hô này có thể là niềm hy vọng cho nhân loại về khả năng tồn tại một hệ sinh thái san hô trong tương lai. Một mẫu ô tô bay mới do Trung Quốc sản xuất vừa qua đã thực hiện chuyến bay ra mắt đầu tiên tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Chiếc ô tô bay mang tên là X2 là sản phẩm của nhà sản xuất ô tô Xpeng Trung Quốc, có 2 ghế và có thể cất hạ cánh theo phương thẳng đứng, sử dụng 8 cánh quạt. Chuyến bay được thực hiện đầu tuần này tại Dubai và không có người lái. Đây là chuyến bay ra mắt đầu tiên tại thị trường nước ngoài. Phương tiện X2 nặng 560 kg, có thể bay trong thời gian 35 phút với tốc độ tối đa là 130 km/h theo hình thức tự động hoặc có người lái. Mẫu X2 dự kiến sẽ được sản xuất hàng loạt vào năm 2024 và có giá khoảng 140.000 USD. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 18 giờ 30 phút ngày hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.